Xin kính chào tất cả bà con. Hôm nay nhà vườn Vũ Tiến sẽ hướng dẫn cho bà con cách trồng và chăm sóc cây trà, hay còn gọi là cây hoa trà mi. Đặc biệt ở đây là cây bạch trà cổ. Cây bạch trà này thì hiện tại đang thuần chậu đây, và được nhà vườn Vũ Tiến trồng ở ngoài trời như thế này đấy. Và cái cách làm sao để cái cây hoa trà nó ra hoa như thế này đúng dịp Tết, để chơi Tết Nguyên Đán và những cái bông nụ của nó căng mẩy như thế này, thì một số kinh nghiệm để chia sẻ cho bà con, để bà con nắm được, bà con về chăm sóc cây hoa trà của mình. Thì trả lời cho bà con thì trước mặt bà con đây là cây hoa trà mi, hay còn gọi là cây bạch trà. Đây, quay qua cho bà con một chút về cây để bà con hiểu xem qua về cây, cái chất cây tại nhà vườn Vũ Tiến sẽ như thế nào, để bà con xem mà bà con chiêm ngưỡng ạ. Và sau đó thì nhà vườn Vũ Tiến sẽ hướng dẫn về cách chăm sóc cái cây trà này cho bà con. Đây, xin kính mời bà con xem những cái bông trà rất là đẹp. Ngày xưa các cụ có câu thì vua chơi nan, quan chơi trà. Đấy, dành cho cây trà là dành cho những thú chơi dân dã và thú chơi cao sang, dành cho tất cả những cái bậc quan chức ngày xưa, người ta chơi những cái cây trà như thế này rất là quý hiếm. Và cây trà thì mang lại cho cái vẻ đẹp sang trọng. Đấy, đặc biệt là trà thì có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên cái màu bạch trà này, cái màu trắng này thì lại được rất là nhiều người yêu thích. Đấy, bởi vì thế cây trà đang là một trong những cây mà rất là nhiều người tìm mua. Và những cái cây trà mà thuần chậu hay là thuần khí hậu như thế này, cây trà nó khỏe đẹp như thế này thì có giá thành rất là cao. Đây, hương mộc sắc trà. Đấy, người ta chơi cây trà là người ta chơi về cái màu sắc, cái vẻ đẹp tinh khiết của cái bông hoa trà như thế này. Đấy, rất là đẹp. Cái bông lụ của nó to. Đấy, tới 5cm này. Đấy, rất là to đẹp. Đấy, bàn tay của nhà vườn Vũ Tiến này gần bằng cái lòng bàn tay luôn, rất là đẹp. Và những cái cánh trà nó xếp đều như nhau thế này, và đặc biệt là cái nhụy ở bên trong này nó vẫn còn chưa bung hết. Đấy, thì khi mà nó bung ra thì cái bông hoa trà này rất là to. Đấy, nhìn rất là thích luôn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, hương mộc sắc trà. Bây giờ nhà vườn Vũ Tiến sẽ hướng dẫn cho bà con cái kinh nghiệm mà để bà con trồng cái cây hoa trà như này. Trước tiên thì cây hoa trà là một loại cây ưa khí hậu mát mẻ, và nó là một loại cây chịu độ ẩm tốt nhưng không được ngập úng. Khi mà cây hoa trà bị ngập úng thì dẫn đến thối rễ và cây trà nó có thể chết ngay, chết đứng luôn. Đấy. Và thứ hai nữa là cây hoa trà thì khi mà bà con mới cho lên chậu ấy thì bà con không được để trực tiếp ở ngoài nắng. Đấy. Và bà con phải để khi nào nó thuần chậu hoàn toàn 100%, cây nó khỏe, nó sống 100% thì bà con mới được đưa ra ngoài trời nắng như thế này, trời ngoài trời như thế này. Đấy. Và thứ hai nữa là cây hoa trà, cái đất của nó phải được trồng ở trong chậu thì phải tơi xốp. Nếu bà con là trồng ngoài vườn thì bà con cũng nên cho chấu và sơ dừa bà con trộn lên để cho cái đất nó được tơi xốp, thì cái giá thể này nó sẽ cung cấp chất dinh dưỡng và nó tạo độ xốp cho cái đất, thì giúp cho cái rễ của cây trà nó sẽ được khỏe hơn và nó hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đặc biệt là cây trà khi mà bà con thuần chậu lên như thế này thì bà con có thể di chuyển ở bất cứ nơi đâu cũng được. Và nếu bà con mà nắng, trời nắng quá thì bà con có thể che nắng cho cây trà, vì cây trà trên chậu nó sẽ khó trồng và nó sẽ yếu hơn so với cây trà mình trồng ở dưới đất, ngoài tự nhiên từ khi mà còn bé. Thế để nên chăm sóc cây trà làm sao cho nó thật đẹp thì bà con thời tiết mà nắng quá hoặc là sương xuống thì bà con nên lấy lưới đen hoặc là bà con che cho cây trà. Đấy, thì cái bông trà này nó sẽ không bị cái sương xuống, nó sẽ không bị cháy cái nụ này, nó sẽ không bị cháy, những cái nụ này nó không bị cháy và nó sẽ khỏe. Cái nụ nó rất là mẩy và nó sẽ bung hoa ra. Đấy, cái kinh nghiệm một chút về cái thời tiết ở miền Bắc và cũng như là ở
tất cả những cái vùng miền ở trong Việt Nam mình. Và đặc biệt là khi mà bà con trồng cây trà nó thuần rồi thì bà con để ra ngoài tự nhiên thoải mái, vì lúc đấy cây trà nó cực khỏe, thì cái sức sống của nó sẽ đánh bật cái thời tiết ra, thì cái sương rồi là cái nắng rồi tất cả mọi thứ về điều kiện xung quanh thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cây trà đấy. Thì khi, đấy là khi mà nó thuần rồi đấy, thì nó rất là đơn giản thôi đấy. Về cái kinh nghiệm thì nhà vườn Vũ Tiến ở đây trồng cũng rất là nhiều, trên 100 cây trà. Nhà vườn Vũ Tiến phơi nắng cả ngày như thế này, trồng từ khi mà cây được đưa lên chậu đến bây giờ, với kỹ thuật nhà vườn Vũ Tiến rất là cao. Nhà vườn Vũ Tiến sẽ chăm sóc cây trà một cách tốt nhất đấy. Và cái kinh nghiệm đấy thì nhà vườn Vũ Tiến vừa chia sẻ cho bà con rồi đấy. Nếu bà con mà trồng trực tiếp ra ngoài vườn nhé, khi mà bà con mua cây to như thế này về, bà con trồng trực tiếp ra ngoài vườn thì thời gian đầu bà con phải che nắng cho cây trà đấy, để cho cây trà nó khỏe đã. Khi mà nó đã khỏe hẳn rồi thì bà con bỏ cái che nắng ra, bỏ cái lưới đen ra, thì bà con sẽ có được một cây trà hoàn chỉnh và bà con chơi quanh năm ngày tháng không phải che đậy nữa đấy. Thì cảm ơn bà con rất là nhiều, chúc bà con chọn được cho mình một cây hoa trà mi đẹp và ưng ý đấy. Cảm ơn bà con, kính chúc bà con sức khỏe. Bà con hãy nhanh tay gọi điện cho nhà vườn Vũ Tiến qua số hotline 0388 744 666. Nhà vườn Vũ Tiến sẽ tư vấn trực tiếp qua Zalo cho bà con. Kính chào, hẹn gặp lại bà con.